Hàng ngàn người ở Rio de Janeiro đã trở thành kẻ không nhà sau các trận mưa to, tin từ Rio de Janeiro. Hàng ngàn người ở tiểu bang Rio de Janeiro ở của Brazil đã trở thành kẻ không nhà sau các trận mưa to ngập lụt lớn. Quận Serem ở Bắc Rio là vùng bị ngập nặng nhất. Đường phố đã trở thành những dòng sông phá hủy những thứ nằm trên đường chảy của nó. Chỉ có 2 người bị thiệt mạng, nhưng trên 2.000 người đã mất nhà cửa. Bà Gloria Pena da Silva là một y tá nói rằng bà không mất người thân nào là điều tốt, vật chất bị mất có thể phục hồi sau. Mưa to thường diễn ra trong mùa hè vùng đông nam của Brazil, nhưng căn nhà mong manh xây lên ở những nơi nguy hiểm ở tiểu bang Rio de Janeiro thường chịu nhiều nguy cơ trước đe dọa thiên nhiên. Trong năm 2011, hàng trăm người sống trong một vùng núi của thành phố Rio đã bị đất lở trong một trận mưa lớn chôn vùi. Ông José Oliveira xây nhà bên bờ của sông Capivari đã bị nước cuốn trôi hết đồ đạc trong nhà. Và hiện giờ thì ông ở nhà của một người bạn, chờ nước rút thì mới biết được căn nhà của ông ta còn ở được hay không. Người dân ở Serem nói rằng họ không thể làm được gì nhiều để đối phó với sức mạnh của thiên nhiên. Nhưng ông George Fonseca nói sự thiệt hại có thể giảm nếu có sự đề phòng trước, như là tránh xây nhà bên bờ sông và xây nhà cao hơn mực nước sông vào mùa hè.